Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 225 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1077, quân Mặt Tà mâu thuẫn. Quân dạ của ta làm sao mà yếu hơn quân Mặt Tà, nhưng mà vì sao không được đánh giá cao như vậy? Chuyện này đúng là bất công thì phải. Cái thằng bỏ đi như là quân Mặt Tà có gì tốt chứ? Quân dạ của ta có được không linh thể chất trong truyền thuyết, lại là một đại thiên tài. Cho dù hiện tại quyền công hơi yếu, nhưng mà chỉ cần chờ qua một đoạn thời gian, nhất định sẽ là thiên tài không thể hạn lượng. Quân Mặt Tà, vừa nhắc tới danh tự này, ba vị lãnh đạo cùng với 18 vị cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đều biến sắc. Biến sắc trầm trọng, lộ vẻ kiên kỵ. Người này thật là khó nói. Hề Nhược Trần hít một hơi thật dài, đồng thời lấy ra một chồng tư liệu dày đặc từ trong tay áo, ước chừng hơn 10 trang. Những thứ này là tư liệu về quân Mặt Tà do chúng ta thu thập trong một năm qua. Hơn nữa trải qua vô số lần chỉnh lý rồi, xem xét suy luận, nghiên cứu đi nghiên cứu lại mà thu gọn thành. Nếu toàn bộ số tư liệu, chỉ sợ tư liệu có thể xếp chặt cái liều giải luôn. Những cái thứ này chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Hô Duyên Ngạo Bác thở dài, đồng thời xuất ra một chồng tư liệu. Sự thật, kết quả phân tích quân Mặt Tà của Tam Đại Thánh Địa chúng ta không ngờ lại khác nhau một trời một vực. Mặt Vô Đạo cười khổ, lấy ra vài trang giấy. Sao lại thế chứ? Hắn ta chỉ là một thiếu niên có mười mấy tuổi thôi, sao phức tạp như vậy? Xem cái này, không chỉ một mình Miêu Tiểu Miêu kinh ngạc, mà ngay cả cái đám người của Miêu Đao cũng kinh ngạc. Mặt Vô Đạo khẽ chau mày, lộ vẻ yêu nước thương dân trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn chậm chậm nói: Quân Mặt Tà, nam, năm nay 19 tuổi, người của đế quốc Thiên Hương, tổ phụ tên là Quân Chiến Thiên, cha Quân Vô Hối, mẫu thân là Đông Phương Vấn Tâm của Đông Phương Thế Gia. Đúng là đem tên của tất cả mọi người trong nhà quân Mặt Tà đọc qua một lần, trịnh trọng giới thiệu qua một lần. Hắn tường tận đến mức ngay cả tiểu nha đầu Khả Nhi cũng được nhắc đến. Thậm chí ngay cả quân Mặt Tà thuở nhỏ đến trường có thái độ như thế nào đối với những người xung quanh cũng đều được miêu tả tường tận. Không đúng, Mạc cung chủ, người này trước sau thay đổi hẳn, sao lại khác như vậy chứ? Miêu Đao cao mày, đây cũng là điểm mà chúng ta thấy khó hiểu nhất. Mặt Vô Đạo cười khổ, quân Mặt Tà từ năm 12 tuổi đã biết làm bậy rồi, từng đã cùng với mấy vị bằng hữu mất nết của mình ngủ qua đêm ở kỷ viện của Thiên Hương, sau đó vô lý gây sự, lấy cớ không thoải mái, gái hư không chịu nghe lời, đánh kỹ nữ gần chết luôn. Lão bản của kỷ viện lại gần cầu xin thương tình, quân Mặt Tà liền phá nát cả tòa kỷ viện. Ồ, Miêu Tiểu Miêu thét là một tiếng kinh hãi, nàng tuyệt đối không thể ngờ cái vị Tà Chi quân chủ năm đó lại hư đốn đến như vậy. Một cái tên hạ lưu đê tiện, không biết xấu hổ, còn muốn so sánh với quân già của ta sao? Mặt Vô Đạo nói đến đây thở dài. Chúng ta đã từng phân tích cái chuyện này, đến tột cùng là có mưu tính gì hay chỉ đơn thuần là hành vi của thiếu gia ăn chơi thôi. Miêu Tiểu Miêu trợn mắt kinh ngạc, lại còn phải phân tích sao? Một đám người này không hề biết bọn họ phân tích đi phân tích lại không thể giải thích những cái chuyện này, bởi vì việc này đều xảy ra trước khi quân Tà xuyên không tới, là do cái vị quân Mặt Tà đích thực làm ra thôi. Tiểu gia quả kia đúng là một tên vô pháp vô thiên, đúng là cực phẩm, gian dâm cướp bóc, không có việc xấu nào mà không làm. Lần đầu tiên đi kỷ viện, cứ tưởng sẽ được sung sướng trên thân thể của một nàng hoa khôi. Cái kia, nghe nói lần đầu tiên của nam nhân thường bị đau nhất, bởi vì đau nhất tự nhiên không có thoải mái, cho nên tâm lý khẳng định không có thoải mái, không chịu trả tiền, đập phá kỷ viện, ù trật. Quân Mặt Tà quá khứ và quân Mặt Tà hiện tại rõ ràng là hai người khác nhau. Hai tính cách hoàn toàn bất đồng, sao có thể là cùng một người? Tất cả mọi người đưa ra nhiều phân tích như vậy, lời nói thì nhiều như vậy, ngay cả đám người Miêu Đao Miêu Kiếm Miêu Trảm cũng chỉ biết quay mặt nhìn nhau, không biết phải nói cái gì. Rất nhiều suy đoán lúc trước đều là sai hết rồi, một điểm cũng không đúng.
theo lời của phủ chủ nói, gã quân mặt tà này là một vị phong độ nhẹ nhàng, học rộng tài cao, cần cù chất phác, hào hiệp tốt bụng, yêu không hối hận. Thế còn mặt quân giả, sao mà càng nghe càng không giống vậy chứ, rõ ràng hai người khác nhau mà. Quân mặt tà mà chửi người khác, chỉ cần dựa vào cái miệng lưỡi lợi hại đã có thể làm cho một vị cao thủ đẳng cấp tôn giả tức đến thổ huyết rồi. Vị tôn giả đó là người của Chí Tôn Kim Thạch chúng ta. Sự tình mất mặt như vậy, nếu không phải là chư vị bằng hữu là người của Quyển Phủ, Hề Mổ thật sự không muốn phải nói ra. Miêu Tiểu Miêu tròn xoe con mắt luôn, há hốc mồm, ngay ra như phỏng. Bề ngoài như thế nào cũng nhìn không ra, rốt cuộc là mắng đến trời đất thảm thương thế nào mới có thể khiến cho một vị cao thủ đẳng cấp tôn giả phải thủ huyết. Nếu ngày đó đối mặt với hắn, liệu hắn có ngoác mồm ra chửi mình không vậy? Mặc dù không có thực lực tôn giả, nhưng mà phương diện tâm tính, từng trải và có kinh nghiệm hơn nhiều cao thủ cùng lứa tuổi, liệu mình có thoát được không? Miêu Tiểu Miêu rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp. Sau đó, mọi người bàn bạc về thời điểm tà quân mở phủ. Miêu Tiểu Miêu không còn hứng thú nghe tiếp, quay người đi ra ngoài liều trại, đối mặt với muôn vàng ánh ban mai của nắng sớm, không khỏi nhớ tới mặt quân dạ của nàng. Người ấy bây giờ đang ở phương trời nào? Có nhớ tới ta không vậy? Tiếng gió di du bên người, một bóng trắng dáng vẻ thước tha mềm mại dời gót đến bên cạnh nàng. Một làn hương thơm ngát len vào trong mũi. Miêu Tiểu Miêu quay đầu nhìn lại, thấy Kiều Ảnh áo trắng đang bay dưới ánh hào quang, dường như muốn phi thăng. Nhưng mà nét mặt của Kiều Ảnh tiên tử xinh đẹp như là tiên nữ trên trời lại đượm buồn. À, thì ra là Kiều tiền bối. Miêu Tiểu Miêu vội chào. Đối với người trong Quyển Phủ, vị Kiều Ảnh này là một nhân vật truyền kỳ, danh tiếng của nàng chỉ thu có mấy người cửu u mà thôi. Kiều Ảnh điềm đạm ứng tiếng, ánh mắt dịu dàng như nước, yêu kiều nhìn Miêu Tiểu Miêu, giương tay nhẹ nhàng phe phẩy cái mái tóc mai lòa xòa. Miêu Tiểu Miêu chợt cảm thấy trong lòng yên tĩnh hẳn. Kiều Ảnh trước mặt giống như là một đại tỷ tỷ thân thương của mình, giống như đang chăm sóc mình vậy. Tuổi trẻ thật hay, Miêu cô nương dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng giữ lấy niềm hạnh phúc của mình đang có. Khóe môi của Kiều Ảnh gợi lên một nụ cười nhạt nhòa, dường như đang tự nhủ với chính mình, lại như đang nói với Miêu Tiểu Miêu, trong giọng nói chứa chan nỗi buồn không tên. Nhìn Miêu Tiểu Miêu, nàng như lại thấy chính mình lúc tuổi tác còn xuân. Ngày ấy, mình đã từng tràn đầy ước mơ, tràn đầy hiếu kỳ với bất cứ chuyện gì. Mãi mãi tuổi xuân vốn là lý tưởng mà mỗi người con gái đều mơ tưởng. Miêu Tiểu Miêu nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó hiếu kỳ nói: Kiều tiền bối, ngài biết quân mặt tà sao? Nếu người không có ghét bỏ, bảo ta là Kiều tỷ tỷ cũng được rồi. Quân Mạc Tà, cái tên thiếu niên này ta đã gặp qua, hơn nữa cũng đã gặp rất nhiều lần. Sắc mặt của Kiều Ảnh hơi trầm, dường như nhớ tới một chuyện nào đó. Hắn đúng là một người như vậy sao? Miêu Tiểu Miêu hỏi. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, ta lại cảm giác quân Mạc Tà là một người đàn ông mà phụ nữ chúng ta có thể dựa vào. Kiều Ảnh mỉm cười, ít ra hắn dám làm, dám chịu. Hả? Miêu Tiểu Miêu từng ngơ ngẩn, nàng nằm mơ cũng không tưởng được mình lại nghe thấy một đáp án hoàn toàn bất đồng chứ, hoàn toàn trái ngược khi trước vậy. Đợi sau khi đến thiên phạt xâm lâm, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy hắn rồi sẽ hiểu thôi. Gặp hồng nhan tri kỷ của hắn thì sẽ hiểu nhiều hơn cũng chưa biết chừng. Lời của bên thứ ba chưa hẳn đã chính xác. Kiều Ảnh nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ trên mặt đất, hai tay ôm gối, ngửa mặt lên trời suy nghĩ thất thần. Miêu Tiểu Miêu cũng ngồi xuống bên cạnh nàng im lặng hồi lâu. 7 ngày trôi qua, sao mà nhanh quá vậy? Ngày hôm nay đã là 15 tháng 6 rồi. Tia nắng đầu tiên vừa mới ló ra ở phương đông, đột nhiên trời rung đất động ở chốn thiên phạt xâm lâm. Dường như hết thảy núi sông ở trên đại địa đang cùng sụp đổ. Dường như hết thảy núi lửa trong nhân gian đều đang dâng trào. Khẽ chớp mắt, trời đất đã phai màu. Tiếng động cực lớn này đột nhiên vang lên, khiến cho đám người của Tam Đại Thánh Địa Phiêu Miểu Quyển Phủ đang đứng dậy chuẩn bị ra ngoài phải khiếp sợ, kinh hoàng nghi ngờ.
người người không hẹn mà cùng ra khỏi trướng bồng, ngưng mục nhìn về phía tây nam, phương hướng tiếng động cực lớn vang lên. Bây giờ bọn họ chỉ cách khai phủ chi địa khoảng 200 dặm, dựa vào cước trình của bọn họ vẫn đủ thời gian để vượt qua khoảng cách này. Chợt thấy có một dải mây hình nấm to lớn không gì sánh bằng, chậm rãi bay lên ở phía chân trời xa xa. Chậm rãi lên cao, dần che lấp cả khung trời xanh ở trước mặt của mọi người. Rồi sau đó, đất đai dưới chân bắt đầu rung chuyển kịch liệt như cái sàn. Một vài cái tảng đá to nằm trên mặt đất cũng bị giăng thẳng lên trời, có nhiều tảng đá giăng cao hơn một trượng. Dòng bão lớn chưa từng có đang tàn phá rừng rậm ở phương xa ngàn dặm. Trong lúc này, hết thảy là cây rừng đều bị thổi quằn mình, tiếng cành cây răng rắc vang lên không ngừng. Vô số thân cây to đã bị siết đứt đoạn, bị gió cuốn ra xa, tàn biến không còn tung tích. Nơi này thế nhưng mà cách xa mấy trăm dặm, nguy thế bực này hiển nhiên vượt qua phạm trù nhận thức của nhân gian. Đợi đến khi mà trận bão cuồng này trôi qua, cảnh vật quay về thanh bình yên lặng vốn có. Tất cả mọi người chứng kiến một màn kia đều quay mặt nhìn nhau, đều nhận rõ vẻ kinh sợ đang cứng lại trên khuôn mặt của đối phương. Lại ngẩng đầu nhìn lên cái đám mây đen khổng lồ che khuất cả bầu trời thiên phạt xâm lâm mấy ngày nay đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên kia là một khung trời xanh thẳm thanh thúy, cơn bão đột ngột nổi lên đã thổi tan cán mây trên trời, không để lại một vệt mây nhỏ nào. Vạn dặm không mây, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy nắng ráo sáng sủa, lại nhìn khu rừng bị tàn phá trơ trọi trước mắt, trong lòng của mọi người đều cảm thấy nặng nề. Những người ở đây thở vào một hơi dài, ánh mắt của Miêu Trảm, người có thực lực thâm sâu nhất trong những người ở đây, đã dần dần khôi phục vẻ thông tuệ ngày xưa. Hắn chậm rãi mở miệng, mọi người lập tức xuất phát, trong một canh giờ phải tới được thiên phạt. Một canh giờ sau, mọi người rốt cuộc đã kịp thời đuổi tới, nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ không dám tin tưởng vào con mắt của chính mình. Chương 1018, quá cuồng vọng. Nơi này chính là nơi mà năm đó vị Đại Chí Tôn thứ 8 Lệ Tuyệt Thiên đã lập ra Quyết Hồn Sơn Trang. Nơi này có núi non bao bọc, lưng dựa vào thiên phạt xâm lâm, tiến có thể công, lui có thể thủ, thật là một chốn hiểm địa thiên nhiên. Nhưng mà hôm nay, ngoại trừ hai ngọn núi như là cánh cửa nằm cách xa bên ngoài, những thứ khác như dãy núi, khe sâu, rừng rậm đều tan biến, không để lại dấu vết. Phương viên vạn trượng chỉ là một dải đất bằng phẳng, mặt đất bằng phẳng trơn trượt dị thường, hình như ngay cả con ruồi cũng không đứng được ở trên này. Tùy ý nhìn bất kỳ một khối gạch nào ở trên tường dây cung điện cũng có thể nói là rộng đến 2 trượng, dài 3 trượng, dày 1 trượng. Một khối gạch như vậy nhẹ cũng là nặng mấy trăm cân. Gạch lớn như vậy cho dù là cường giả đã ngoài thánh cấp cũng chưa hẳn có thể phá hủy được. Vậy mà cái tường dây của cả cung điện đều được xây từ cái loại gạch này. Tường dây cao tới 10 trượng, trải dài ở trên tường dây là một loại vải xanh xanh, mảnh như là lông tơ, gợi lên cái vẻ mỹ lệ dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn qua là hiểu, cái thứ này ngoài vẻ sắc bén dị thường còn ẩn chứa kịch độc cực kỳ đáng sợ. Nhân vật tầm thường, từ tu vi thiên quyền trở xuống, nếu mà nhảy từ mặt đất thì không thể nhảy qua rồi. Ắt phải đạp vào tường để mà mượn lực nhảy tiếp. Một khi mà mượn lực sẽ bị lôi xuống quỷ môn quan. Trên bình nguyên khổng lồ này cắm vô vàn cột cờ màu đặc biệt. Cột cờ đều dùng thân cây đại thụ che trời đã ngoài trăm năm tuổi để mà chế thành. Có thể nói vững chắc đến cùng cực. Mặt lá cờ rộng hàng chục xích tung bay trong gió phần phật. Khỏi cần phải nói, chỉ cần nhìn cái dải tường thành, cờ xí đã hiển lộ ra cái vẻ dương giả chi khí, tựa là khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn. Khắp núi, khắp đồng nơi xa xa, đều có một đám người đang chờ đợi thời khắc chúc mừng. Cũng chỉ mới xem qua, số người trong tầm mắt đã vượt qua 10 vạn. Ngước nhìn cờ xí tung bay, tường dây nguy nga sừng sững, trong lòng của mỗi người trào dâng cảm xúc khiếp sợ, cùng tôn kính, như đang dừng chân dưới ngọn núi cao hùng vĩ. Cái vị tà chi quân chủ này, không hổ là nhân vật phong dân như mặt trời ban trưa, thật là giàu sang. Miêu Trảm cảm thán một câu tự đáy lòng. Cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên lão phu được nhìn thấy khung cảnh long trọng như vậy.
cung điện đứng sừng sững nơi xa xa. Dù không nói không động, nhưng mà khí thế của nó thật là phong lăng thiên hạ. Mặt trời đỏ mới lên, tia nắng ban mai vừa chớm trên phương đông. Khoảnh khắc mà tia nắng đầu tiên buông xuống, tòa thành một tiếng ầm vang lên. Hai cánh cửa thành bằng đồng đỏ cao hàng trượng bỗng nhiên khai mở. Hai cánh cửa đồ sộ chậm rãi tách ra hai bên, ngoài dự liệu của mọi người. Quá trình này không hề tạo ra một tiếng vang nào. Trong mắt của đám người Miêu Trảm ánh lên vẻ tán thưởng. Chỉ từ một điểm nhỏ nhặt này thôi có thể nhận ra cơ quan của tòa Tà Quân phủ này tinh xảo nghiêm mật đến mức nào. Lại có một âm thanh sắc bén phá không mà lên. Đó là một mũi kỳ hoa quả tiễn bị bắn ra từ trong trạm canh gác, ầm ầm nổ tung giữa không trung. Nhưng mà không ai biết, một cái mũi kỳ hoa quả tiễn này đã mở màn cho việc nhất thống giang hồ, chấm dứt vạn năm hỗn loạn. Sau khi một tiếng lệ dài vang lên, mấy ngàn con phi hành quyền thú cửu cấp đồng thời bay lên, lao thẳng lên trời cao trăm trượng, nhanh chóng xếp thành một hàng hình thanh kiếm to lớn ở giữa không trung. Mũi kiếm chỉ trời xanh, mà cái vị trí chui kiếm nghiêng nghiêng rủ xuống, đúng là rủ về phương hướng của phủ Tà Quân. Sau đó lập tức im ắng bất động, mấy ngàn con phi hành quyền thú đều giữ nguyên trạng thái bất động. Khung cảnh này khiến cho phủ của Tà Chi quân chủ phản phất như là một vị diễn cổ cự nhân, trong tay cầm một chuôi đao sắc bén, có đủ khả năng khai thiên lập địa, một kiếm chém xuống, thiên hạ bao la. Đột nhiên núi thở biển gầm, cái tiếng nổ vang trời như tiếng hò reo. Một lúc sau tất cả im lặng. Một thanh âm hờ hững uy nghiêm vang lên, tựa như không có muốn lãng phí sức lực. Tuy là không có đinh tai nhức óc, nhưng mà tất cả mọi người đều nghe rõ ràng trong cảnh núi thở biển gầm. Người lên tiếng là cao thủ đẳng cấp thánh hoàng, tối thiểu cũng phải là tam cấp. Nét mặt của Mặc Du Đạo lộ vẻ chấn động, mở miệng nói nhìn về hướng Hề Nhược Trần. Thực ra trong lòng của Mặc Du Đạo đã có đáp án từ lâu rồi, chỉ đảng không dám tin, cũng không muốn tin. Hắn còn đang hy vọng mình sẽ nhận được câu trả lời phủ định của đồng bạn. Mặt của Hề Nhược Trần lộ vẻ nghiêm trọng, ánh mắt cứng lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó thanh âm uy nghiêm trang trọng lại vang lên. Ngày 15 tháng 6, Tà Quân khai phủ, nhật nguyệt dây quanh, trời đất khâm phục. Thưa các vị, hôm nay chính là lần đầu tiên Tà Chi quân chủ phủ đối mặt với người đời, cũng có nghĩa là trên đời này lại có thêm một siêu cấp thế lực có đủ sức khuấy động phong dân. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui. Đúng là nói khoác không biết ngượng, tự cao tự đại. Miêu Tiểu Miêu nhếch miệng, người điên thì nàng gặp nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thấy cái tên điên nào dám há miệng nhận mình là siêu cấp thế lực có đủ sức để khuấy động phong dân. Người này một hai câu khiêm tốn cũng không có nói được, đúng là thần kinh. Bọn họ hôm nay không thể khiêm tốn nữa rồi. Mặc Vô Đạo cười nhạt, thế lực cuồng vọng như vậy sợ rằng sẽ khiến cho nhiều người phẫn nộ, ngay diệt vong không xa. Nhưng mà Tà Chi quân chủ buộc phải cứng cỏi, nếu mà khiêm nhường e là sẽ bị người khác coi thường. Tâm của Mặc Vô Đạo giả giờ rất cao minh, cảm giác mất mát vừa hiện lên đã bị đè xuống. Trong nháy mắt vẫn có thể đưa ra lời phán đoán chính xác, đám người già đi cùng đều gật đầu đồng ý. Bởi vì trong đám người dự lễ có siêu cấp đại thế lực của Tam Đại Thánh Địa. Lần này Tà Chi quân chủ mở phủ tuyên bố bản thân gia nhập hàng ngũ siêu cấp thế lực của thế gian. Thế lực lão làng như là Tam Đại Thánh Địa đương nhiên không thể không đến, mặc dù trên danh nghĩa đều đến đây chúc mừng, nhưng mà kỳ thật rắp tâm làm loạn. Vì thế một khi mà chủ trì do Tà Chi quân chủ lựa chọn nói ra những cái lời như vậy, tức là đã buông cung, bắn ra mũi tên không thể quay đầu, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Một khi mà tỏ ra yếu kém, không thể trở thành một trong những thế lực lớn nhất của thiên hạ. Ngày hội hôm nay sẽ biến thành nỗi nhục, vạn năm sau vẫn bị người đời cười chê. Tam Đại Thánh Địa dĩ nhiên không có phá hư nghi thức vào lúc này, nhưng mà cũng không cho phép Tà Quân mở phủ được thuận buồm xuôi gió. Cho dù là bọn họ hành động như thế nào, chắc chắn cũng sẽ có chuyện xảy ra. Mà lúc này vị chủ trì này chính là người thay lời cho Tà Chi quân chủ.
hai phương diện này bề ngoài có vẻ không có liên quan đến nhau, nhưng mà bên trong đối địch đến cùng cực. Tam Đại Thánh Địa ra tay là chuyện hiển nhiên, mà Tà Chi Quân Chủ bên này lại biểu hiện ra phong thái cực kỳ cứng rắn. Như vậy cũng có nghĩa là sau những cái lời nói này của người chủ trì, Phủ Tà Quân phải bằng tốc độ nhanh nhất, dùng thế dạng quân lôi đình, một lần động dẹp yên âm mưu của Tam Đại Thánh Địa. Chỉ như vậy mới có thể giữ nguyên cái phần uy thế tuyệt đối này. Không làm như vậy, không thể bảo đảm khai phủ thành công. Có thể tận sức đánh cược một lần. Sắc mặt của Hệ Nhược Trần và Mạc Du Đạo lại khó coi như vậy. Tám người của Miêu Trảm cẩn thận suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ đạo lý này, không khỏi thở dài thầm nghĩ. Thì ra là như vậy. Thế gian dạng tà, ta vì quân chủ, uy nghiêm của quân chủ là không thể nghịch. Hôm nay thông báo cho các lộ hào kiệt, các vị bằng hữu ở trong giang hồ được biết. Ngày sau lưu lại cho ta một chút mặt mũi, nếu không một khi quân chủ đã nổi giận, trăm vạn thay chết rồi, ngàn dặm biển máu. Âm thanh của vị chủ trì này ngoài uy nghiêm trang trọng còn mang theo lãnh khốc trấn định kiên quyết. Mỗi một câu nói đều mang theo sát ý lẫm liệt, sát cơ lành lạnh. Ngay cả lời chúc mừng qua miệng của hắn cũng trở thành gió tanh mưa máu. Càng về sau là uy hiếp thẳng thừng. Chuyện này căn bản chỉ là ngươi cho ta mặt mũi, tất cả mọi người đều vui vẻ. Ngươi không cho ta mặt mũi, ta liền tiêu diệt ngươi. Người chủ trì càng nói càng giống kiểu lên mặt nạt người, thậm chí là bá đạo đến cực điểm. Vẻ mặt không ít người đã lộ vẻ giận dữ. Trong cái ngày khai phủ dám uy hiếp thiên hạ anh hùng, Tà Chi quân chủ thì thế nào chứ? Có thể dùng lực của phủ để đối chọi với cả thiên hạ sao? Các ngươi có coi trọng mình quá không vậy? Ngươi cho rằng ngươi là cửu ưu đệ nhất thiếu hả? Trong cung điện, Ưng Bác Không đang cười như diều hâu. Cái thằng Phong Nguyễn Dân này giỏi thật nha, lão phu không phục cũng không được. Nếu mà việc này để cho lão phu làm, ôi chà, e rằng có đánh chết là lão phu cũng không làm được luôn, thật sự không làm được mà. Thì ra cái vị chủ trì kiêu ngạo của Tà Quân khai phủ lần này chính là thần kiếm Phong Nguyễn Dân năm xưa. Cũng chỉ là kẻ có ngông cuồng như người điên này mới đủ tự tin nói ra cái lời khiến cho người ta muốn phanh thây xé xác luôn. Tiếng xôn xao bốn phía ngày càng nhiều. Đúng lúc này vị chủ trì làm cho người ta nổi cáo rốt cuộc cũng đã ngừng nói chuyện. Tà Chi quân chủ, nghi thức khai phủ chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, một cái lá đại kỳ đỏ tươi từ trong thành chậm rãi bay lên trời. Đón lấy ánh bình minh, tắm ở trong ánh nắng mặt trời, một lá cờ huyết hải đột ngột bay lên. Trên lá cờ chỉ có một chữ Tà. Trong một chữ này to lớn không gì sánh được, hơn nữa bên trên còn lóng lánh nước sơn. Tin rằng cái chữ này dù cách xa mấy trăm dặm, người bình thường cũng có thể thấy rõ ràng. Lá cờ vừa mới bay lên, cái chữ này vừa mới xuất hiện, trong lòng của những người ở đây đều dâng lên một loại cảm giác quái dị, khó nói nên lời. Chương 1079, siêu cấp đại thủ bút. Mọi thứ đều khiến cho người ta cảm giác hít thở không thông. Xin mời tất cả tân khách bước vào thành xem lễ. Miêu Trảm vốn là vẻ mặt lạnh nhạt xa xa xem diễn, nhưng chỉ đội quân 298 người xuất hiện trong chớp mắt, đột nhiên ánh mắt càng mở lớn lên, đến cuối cùng thì lại trợn tròn ánh mắt. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần và Hô Duy Ngạo, ba vị tông chủ của thánh địa, nét mặt khó coi vô cùng. Ồ, sao vậy? Phát hiện không khí không có thích hợp, Miêu Tiểu Miêu ngẩng đầu hỏi Miêu Đào. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Đội ngũ tiếp khách 298 người, tu vi thấp nhất cũng là thánh giả cấp 3. Miêu Đào hít một hơi khí lạnh, thậm chí giọng nói có một chút run rẩy. Trong đó còn có hơn 70 vị thánh hoàng, hơn 100 người còn lại tu vi đều là thánh giả cấp 4. Thực lực cỡ này quả thật rất là khó tin, hơn nữa những người đó lại là đội ngũ đi ra đón khách. Con mẹ nó, lão tử muốn điên luôn, sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Nếu chỉ là một vị thánh giả, Miêu Đao tự nhiên không có để trong mắt. Ngay cả 10 người, 8 người cũng vậy, nhưng mà lại tập hợp được một quân đội nhiều thánh giả như vậy xuất hiện. Lý do chỉ là muốn khiến cho người ta sợ hãi,
thậm chí khủng bố, khủng hoảng luôn. Biết được tin tức kinh người này, Miêu Tiểu Miêu thét lên một tiếng kinh hãi, dỗ dàng che miệng của mình lại, chỉ cảm thấy trái tim của mình bùm bùm nhảy loạn. Tổng cộng 70 vị thánh hoàng, hơn 200 thánh giả cấp 4 tạo thành một đội ngũ đón khách. Có vẻ cho dù là Phiêu Miểu Quyển Phủ cũng không thể lấy ra một đội hình lớn như vậy. Bây giờ cũng chỉ biết là Tà Quân Phủ có được một thực lực vô cùng cao. Miêu Kiếm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau lưng, đám người của Mạc Vô Đạo cũng đều yên tĩnh. Xuất hiện tiếp theo cũng chính là quân Mạc Tà, quân Tam Gia, mặc một bộ áo xanh mộc mạc, khuôn mặt đường đường, đứng ở cửa lớn chủ trì nghi thức tiếp khách. Quân Mạc Tà thân là nhân vật quan trọng nhất của Tà Quân Phủ, để cho hắn tự mình chủ trì đón khách, có thể nói là đã cho người ta mặt mũi rồi. Đám người Miêu Đao nhìn lẫn nhau nói, đi thôi. Mọi người cùng đứng dậy đi về phía bên kia. Đột nhiên có một thanh âm rõ to vang lên, Sơn Nam Tư Không Thế Gia, Tư Không Ám Dạ, chúc mừng Tà Chi Quân Chủ khai phủ, kính dân lễ hèn mọn một gốc cây ngọc lan, một vạn lượng hoàng kim, đại biểu tâm ý. Sau đó liền thấy một gã đại hán khôi ngô bước lên, hai tay cầm một cái hộp gấm tiến về phía trước. Quân Mạc Tà bước nhanh đến đón nhận, vô cùng thân thiết cầm tay người đó mỉm cười nói, Tư Không huynh thật sự rất khách khí rồi, huynh đến là tốt rồi, còn chuẩn bị hạ lễ gì chứ? Người đâu, mời Tư Không huynh vào nghỉ tạm phụng trà, trà ngon nhất. Tư Không Ám Dạ cười ha hả, theo một cô gái áo trắng đi vào. Đoan Mộc Thế Gia, Đoan Mộc siêu 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 phàm, chúc mừng Tà 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 Chi Quân Chủ khai 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 phủ. Ôi trời, người mới tới mở miệng thôi đã khiến cho người ta cười sặc sụa luôn. Một câu nói mà lâu như vậy còn chưa nói xong thì ra là một người ngọng. Nhưng mà những người ở đây không có dám cười ra tiếng, dám can đảm ở đây nói ra cái lời ngọng như vậy cũng chỉ có một người thôi. Đoan Mộc Thế Gia, gia chủ Đoan Mộc siêu phàm. Quân Vô Ý không có đợi cho hắn nói xong, chạy nhanh nghênh đón cười ha hả, siêu phàm huynh, huynh cũng đã đến rồi, ngươi đều là một nhà mà, làm gì khách sáo từ xa vất vả tới đây chứ, mau mau vào nghỉ ngơi đi. Vẻ mặt của Đoan Mộc siêu phàm có một chút xấu hổ nói, Vô Ý, ta hạ lễ này còn không báo, thôi mà báo cái gì chứ. Quân Vô Ý nhanh chóng kéo hắn vào bên trong, chờ huynh báo xong không chừng ở trời tối rồi. Hai người đã quen biết quá lâu rồi, nói chuyện với nhau không có kiêng kỵ gì, ngay cả khi Đoan Mộc siêu phàm còn muốn tranh cãi thì đã bị một người đưa vào rồi. Lâu như vậy rồi mà vẫn còn nghe âm thanh lắp bắp khoáng từ từ xa xuyên đến. Sau đó mọi người cùng hít một hơi khí lạnh, bởi trước mặt của mọi người trong cái đám người đông nghìn nghịch hình thành một con đường. Một đống thịt béo ụt ịt xuất hiện trước mặt của đám người. Mập mạp này quả thật không thể dùng từ mập mạp để mà hình dung, mà phải nói là một cục thịt, một cục thịt cực lớn. Cục thịt heo kia lúc là đi tới, mỗi bước đi đều làm cho mọi người cảm giác giống như ngồi thuyền vậy. Dao động của cục thịt béo kia giống như sóng lớn của biển cả, vĩnh viễn không ngừng. Ồ, thật sự rất là khoa trương. Cái tên mập mạp này đi tới đâu, mọi người đều tự động tách ra một con đường để cho hắn đi trước. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn đi ngang qua có một chút cung kính. Có nhiều người tranh nhau tiến lên bắt chuyện, nói một câu với mập mạp, liền sau đó nhanh chóng lùi lại. Sau đó vẻ mặt vô cùng thỏa mãn cùng vinh quang. Miêu Tiểu Miêu thật sự không tưởng tượng được. Người này là ai chứ? Một cái tên mập có thể quy lớn như vậy mà sức ảnh hưởng lớn đến mức không thể tin luôn. Thật là kỳ quái. Một cái tên mập béo, béo nút, béo na, vừa nhìn qua một cái đều phải cười cho đến đau bụng rồi. Ghê tởm đến 3-4 ngày cũng không thể ăn cơm luôn. Rốt cuộc có mị lực gì vậy chứ? Tiểu Miêu cô nương hình như là rất kinh ngạc cái người tu vi thấp như vậy. Sao có nhiều người kính sợ phải không? Người này đương kim tài chủ đệ nhất thiên hạ, chủ nhân của Thiên Hương Thành, quý tộc Đường, Đường Nguyên, cũng là bạn tốt, bạn tri kỷ đầu tiên trong cuộc đời của Tà Chi Quân Chủ Quân Mạc Tà, cũng có thể xem là một người đắc đạo, gà chó lên trời vậy. Mạc Vô Đạo bên cạnh nàng chậm rãi nói, một cái tài chủ và là bạn tốt đầu tiên trong cuộc đời của Tà Chi Quân Chủ sao?
đầu óc Miêu Tiểu Miêu cơ hồ theo không kịp, hoàn toàn không thể suy đoán. Tam thúc, đã lâu không gặp. Mập mạp lau mồ hôi, cố gắng chụp lấy tay của Quân Du Ý. Quân Du Ý nhăn nhíu mày. Chà, mập mạp, ngươi sao vậy? Mạc tà không phải là bảo ngươi giảm béo sao? Thế mà mới có vài ngày, ngươi đã cư nhiên lên rồi. Quân Tam gia không biết nói sao cho tốt. Cân nặng của tên mập này tuyệt đối vượt qua kỷ lục lần trước hắn ghi lại. Tam thúc, người ở như con, thể chất thuộc loại trong lòng vui sẽ béo lên thôi, tiểu chất hiện tại vô cùng phóng khoáng. Đường Nguyên thở phì phò, thịt béo không quy tắc trung động. Người quả nhiên rất là phóng khoáng. Quân Tam gia không biết phải nói sao nữa. Vừa dứt lời, đột nhiên mập mạp ngửa đầu dậm chân, thịt béo trên người không có khống chế được, giống như khiêu vũ dao động vài cái, sau đó hét lên một tiếng. Thiên Hương Thành quý tộc Đường, đại trưởng quỹ Đường Nguyên đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ, dâng lên hoàng kim một dạng dạng lượng. Vừa nói xong câu đó, trong sân toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Hoàng kim một dạng dạng lượng, cái tên mập này cái gì cũng không đưa, cái gì hiếm lạ trân quý bảo vật, ngàn năm vạn năm sinh thiên tài địa bảo, cái gì cũng không có, chỉ đưa tiền thôi, đưa hoàng kim hà. Hoàng kim một dạng dạng lượng. Miêu Tiểu Miêu cả người chấn động, khiếp sợ nói không ra lời. Mập mạp này quả thật có tiền nha, thật đúng là rất 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 có tiền luôn. Chương 1080, Quân Mặc Tà Mặc Vô Đạo giao phong thứ nhất. Ôi, như thế là quá nhiều rồi. Quân Du Ý từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nghiêm túc nói. Không nhiều, không nhiều. Đường mập mạp hào sảng dung tay lên. Tam thúc yên tâm, cháu ngài bản sự khác không có, chỉ biết kiếm tiền thôi, cháu ngài bây giờ chính là có tiền cỡ này thôi hả. Đang lúc Tam gia cân nhắc qua lại, có một giọng nói vô cùng trẻ con trong trẻo vang lên. Mặt trời mọc hướng đông, chỉ có ta là bất bại, thiên thu dạng tái, nhất thống giang hồ, đông phương thế gia đến chúc mừng. Vừa nghe cái giọng nói này, câu nói này không người nào khác, khẳng định là tiểu biểu đệ của Quân Mặc Tà, Đông Phương Tiểu Phá Hoại đã đến. Chà, hẳn là Đông Phương Bất Bại đến rồi. Lúc này mới cất xong một Đường Nguyên, lại đến một Tiểu Ma Tinh. Quân Du Ý cảm thấy đau đầu luôn. May mà Tiểu Ma Tinh cũng không có đến một mình. Tam gia đã thấy đám người của Đông Phương Vấn Tình, mỉm cười đi đến. Quân Du Ý phân phó người dẫn Đông Phương Thế Gia vào trong an trú, lập tức thấy trước mặt đập đến một cái hơi thở cao ngạo lạnh lùng trong trẻo, giọng nói hơi thở lạnh ngắt ở trên núi tuyết vậy. Đó chính là thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành Hàng Cảm Mộng và phu nhân dẫn theo nhiều vị cao thủ trong thành tự mình đến chúc mừng. Sau một hồi bận rộn, Thiên Hương Đế Quốc đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ, tặng một tòa Thiên Nam Thành. Sứ giả của Thiên Hương cũng đã từng ân oán dây dưa với Quân Mặc Tà. Món quà này cơ hồ làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Thiên hạ tài thần mập mạp tặng 1 triệu hoàng kim, không thể nghi ngờ là chưa từng xảy ra. Mà nay Thiên Hương Quốc lại trực tiếp tặng một tòa thành. Ôi trời, cái món này cũng rất là chấn động luôn nha. Chỉ có đám người Mặc Vô Đạo hiểu rõ cho nên không có hoảng sợ thôi. Hôm nay Thiên Hương Quốc dùng cái chiêu này quả thật phải nói là cao chiêu. Thiên Nam Thành lúc đầu là nằm trong lãnh thổ của Thiên Hương Đế Quốc, mà bây giờ sau khi Tà quân khai phủ, có thể nói trên danh nghĩa nó thuộc về Thiên Hương Quốc. Nhưng mà vấn đề quan trọng á, là thành này cách trung tâm của Thiên Hương Quốc quá xa, ngoài tầm giới. Tuy lòng rất muốn nhưng mà không thể bảo vệ được. Nhưng mà khi đem nó tặng cho Quân Mặc Tà, tình huống hoàn toàn chuyển biến. Lấy thế lực trước mắt của quân gia, tự nhiên sẽ bảo vệ Thiên Nam Thành không có lọt vào bất kỳ công kích xâm lược gì. Thậm chí các thế lực lớn khác cũng không có dám nhúng tay vào địa giới tuyệt đối hòa bình này, thành ra không bao giờ thua. Còn có chuyện quan trọng hơn nữa, tòa thành này có thể trở thành phòng tuyến chắc chắn, không bao giờ đổ ngã ở phía nam của Thiên Hương Đế Quốc. Như vậy, Thiên Hương Đế Quốc trên danh nghĩa tặng một tòa thành, nhưng mà cũng tương đương với việc giải quyết êm đẹp tất cả các mối họa ở phía nam. Quân Du Ý sao lại không rõ những kế sách này chứ, nhưng mà dù sao cũng là tình nghĩa cố quốc. Cười khổ, để cho người ở dưới dẫn Lý Du Nhiên đi vào bên trong. Những người kế tiếp
người một câu cũng khiến quân vô ý sáng sủa lên một chút. Lãnh đời tiên cung Mạc Vô Đạo đến chúc mừng Tà Chi quân phủ khai phủ. Một câu này quả nhiên long trời lỡ đất. Tất cả mọi người ở đây đều đoán được Tam Đại Thánh Địa sẽ phái người đến chúc mừng, nhưng mà ai cũng không ngờ người đến chúc mừng lại là lãnh đời tiên cung cung chủ tự mình đến. Trong giây lát, ngàn sơn vạn hạt đều lặng ngắt như tờ. Chí Tôn Kim Thành Hề Nhược Trần đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ. Mộng Nguyễn Quyết Hải Hô Duy Ngạo đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ. Phiêu Miểu Nguyễn Phủ Miêu Trảm đến chúc mừng Tà Chi quân chủ khai phủ. Lại có ba giọng nói theo thứ tự vang lên. Lần này toàn bộ sân, ba cái giọng nói cũng không có quá lớn, giọng điệu rất là thanh nhã, nhưng mà lại khiến cho 10 vạn người đến chúc mừng chấn động đến trong mặt. Đúng là phủ của Tam Đại Thánh Địa đồng thời đến chúc mừng. Cảm ơn, mời vào uống trà. Quân Du Ý không có dám chậm trễ, hơi nâng cao âm lượng nói chuyện, thái độ duy trì không có kiêu ngạo, không nịnh hót. Chậm đã, xin thứ cho tại hạ lắm lời hỏi một câu, xin hỏi là quý phủ Tà Chi quân chủ đại nhân bây giờ đang ở đâu? Mạc Vô Đạo thản nhiên nói, chúng ta tự mình đến chúc mừng, thành ý cũng rất rõ, nhưng mà quân chủ đại nhân của quý phủ đến bây giờ chưa có chịu hiện thân. Đây cũng không có tránh được rất xem thường mọi người, chẳng lẽ Tà quân phủ của các hạ coi thường anh hùng thiên hạ như vậy sao? Từ lúc mọi người đến đây, chưa bao giờ thấy Tà Chi quân chủ quân bằng Tà lộ diện. Lúc đầu đến chúc mừng đều là bạn bè của Tà quân phủ, không ra nghênh đón cũng không sao. Nhưng bây giờ một phủ Tam Thánh Địa, bốn thế lực lớn nhất đương thời đã đến chúc mừng. Lẽ ra khách siêu cấp quý như là Tam Đại Thánh Địa đến, thân là chủ nhân Tà Chi quân phủ, cho dù thế nào cũng phải tự mình đi ra nghênh đón mới đúng. Huống chi bây giờ là tông chủ của Tam Đại Thánh Địa tự mình đến, thân phận địa vị không tầm thường, cũng có thể sánh bằng địa vị của Tà Chi quân chủ, cách làm này rất là thất lễ rồi. Mạc Vô Đạo vừa nói xong những lời này, trong phút chốc, những cái thế lực thuộc về Tam Đại Thánh Địa đều đồng loạt reo hò, phóng mắt nhìn khắp, cương nhiên có gần một vạn người cùng nhau ồn ào lên, thành thế không hề nhỏ. Mạc Vô Đạo nói xong những cái lời này, không có làm ra động tác gì nữa, im lặng chờ đợi, trên mặt hiện ra một nét lạnh nhạt. Nhìn thấy ba vị tông chủ của Tam Đại Thánh Địa đến thì ngươi lập tức xuất hiện, nhưng mà những người như là Phong Tuyết Ngân Thành, Đông Phương Thế Gia và cả Đoan Mộc Tư Không cùng với các thế gia lớn, ngươi cũng không để ý, ngươi chỉ ra nghênh đón cái đám người Tam Đại Thánh Địa thôi sao? Vậy đó không phải là sợ hãi thì là cái gì? Từ đó suy ra địa vị của Tam Đại Thánh Địa cũng được nâng cao lên, gián tiếp ly gián mối quan hệ giữa quân Mật Tà cùng với các thế lực ủng hộ, phải ở trước mặt của anh hùng thiên hạ để lại ấn tượng xấu khó phai. Tà quân phủ kém hơn Tam Đại Thánh Địa rất nhiều. Mọi người đều đoán được bên Tam Đại Thánh Địa nhất định sẽ làm khó dễ, nhưng mà cũng chỉ đoán đến điển lễ chính thức mới ra tay, không ngờ mới đến cửa thôi còn chưa vào đã ra tay rồi. Chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, và nó cũng rất thích hợp với binh pháp hành động khi mà người ta không để ý tấn công quá bất ngờ. Lát sau, một âm thanh chậm rãi vang lên. Mạc Vô Đạo, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân của mình cao quý hơn tất cả anh hùng trong thiên hạ sao? Ngươi đến thì bổn tọa phải tự mình ra nghênh đón à? Tà quân phủ tự hỏi đối với anh hùng thiên hạ đều bình đẳng như nhau, không chia quen hay là không quen, gần hay là xa, mặc kệ ai tới đều giống nhau cả. Ngươi đến là lãnh đời tiên cung cung chủ cũng được, kẻ mạnh nhất của Tam Đại Thánh Địa cũng được. Với các vị khách đến tham dự buổi chúc mừng đều có địa vị giống nhau. Ta tôn trọng tâm ý của họ, tự nhiên cũng không có đối xử nghiêm khắc với người. Này, ngươi nói ra những cái lời như vậy có dụng ý gì đây? Âm thanh này giống như là từ phương xa truyền đến, tựa hồ không hề dùng một chút sức lực, nhưng mà lại đem tất cả tiếng reo hò, tiếng ồn ào đè ép xuống, hơn nữa du dương truyền ra từ xa. Không xa, không gần, mọi người đều nghe rõ. Rất là cao minh, Miêu Trảm trong mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, cúi đầu khen. Người mở miệng nói chuyện quyền công rất là thâm hậu mới có thể áp chế được tiếng reo hò.
mà cái hay còn ở đằng sau. Dù sao Miêu Trảm không phải là kẻ ngu ngốc, nên mới nói cái đoạn phản công này quả thật rất cao minh. Trong lời nói có cứng, có mềm, không chỉ thông dong quá giải trêu chọc khiêu khích của Mặc Du Đạo, mà còn đề cao vị trí các anh hùng trong thiên hạ, khiến cho ai cũng không hề tức giận, ngược lại cảm thấy rất là quan vinh. Ta ở đây có thể cùng ngồi một bàn ăn với Tam Đại Thánh Địa lánh đời Tiên Cung cung chủ. Ta quân phủ đồng ý, ta có được địa vị ngang bằng bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là một khẳng định rất lớn rồi. Chương 1081, Diễm Phúc khôn cùng. Lại nói, ngươi vừa nói ta chậm trễ cái gì? Điểm này ta không đồng ý. Ta, quân Mặc Tà, tuy là tà chi quân chủ, nhưng mà ta cũng là người của quân gia. Hiện tại, trước cửa đón khách là tam thúc của ta. Tam thúc của ta là Quyết Y, đại tướng quân Du Ý. Luận về bối phận, thân phận, danh vọng đều cao hơn một hậu bối như ta rất nhiều. Để cho tam thúc của ta chủ trì nghi thức đón khách, chính là biểu hiện sự kính trọng của bản phủ đối với anh hùng trong thiên hạ. Mặc Vô Đạo, chẳng lẽ trong hiểu biết của ngươi, trưởng bối của ngươi không bằng ngươi sao? Ngươi thân là cung chủ Độn Thế Thiên Cung, mà những lời bất nhân bất hiếu như vậy dám nói ra trước mặt của mọi người sao? Giọng điệu trong trẻo ngừng ở đây. Đám người vừa rồi mới huyên náo ồn ào, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Những cái lời này không chỉ nói rõ lập trường của mình, còn ác độc phản công lại Mặc Vô Đạo. Mặc Vô Đạo ban nãy mượn bóng gió công kích quân Mặc Tà, giờ quân Mặc Tà quá giải, dùng đồng dạng chiêu thức để phản công, quăng một phiền phức lớn cho Mặc Vô Đạo. Bản lĩnh nói bóng nói gió có thể gán cho người ta một cái tội danh của Mặc Vô Đạo, có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Không nghĩ đến cái vị tà chi quân chủ này càng cao tay hơn, quả thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Miêu Tiểu Miêu cơ hồ muốn cười ra tiếng, thầm nghĩ cái bản lĩnh đối đáp này quả thật có một chút giống như quân giả của mình, nhưng mà xa xa chưa có bằng quân giả đâu. Đúng lúc ấy, Lý Du Nhiên vừa được mời vào chợt nghe thấy đối đáp, cũng lắc đầu cười khổ. Nếu là hắn giải quyết cái chuyện này, tất nhiên lựa chọn cách giải thích đơn thuần, không có dám chọn hành động phản công sắc bén mãnh liệt như vậy. Lý Du Nhiên tuy rằng tính tình cũng âm độc, khi mà giết người sát phạt quyết đoán, nhưng mà trong tiềm thức vẫn lấy cẩn thận làm đầu. Nếu không có nắm chắc thắng lợi, hắn không làm, mọi chuyện đều phải lo lắng chu toàn, đều lấy điều kiện bảo toàn tính mạng bản thân và người thân để làm đầu. Nhưng quân Mặc Tà không kiên nể gì cả. Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, phương pháp xử lý tình huống và kết quả ngược nhau như là cực âm đầu dương vậy. Mặc Vô Đạo cười ha hả, dường như không có để bụng. Tà chi quân chủ quả là nhanh mồm nhanh miệng, thật làm cho ta bội phục rồi. Những cái lời này thoạt nhìn tưởng như cái màn gây hấn ban nãy tạm thời hạ màn, nhưng mà ẩn ẩn bên trong chế diễu quân Mặc Tà mồm mép lợi hại, cái loại người chuyên dùng bẫy tất lưỡi lừa người. Cung chủ Độn Thế Thiên Cung quả là phong độ bức người, tùy tiện nói một câu cũng có thể bức bổn tọa mở miệng. Những cái lời này quả là cực phẩm trong những lời bức người, lại không để ý đến luân thường đạo đức, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Con người không ai hoàn hảo, bổn tọa có thể hiểu được. Quân Mặc Tà cười một tiếng cũng không có nói gì nữa, nhưng chỉ với những lời đơn giản như thế, đồng dạng là phản công lại hành vi khiêu khích của Mặc Vô Đạo, tự mình rước nhục chẳng trách được ai. Hơn nửa câu không để ý đến luân thường đạo đức, nhìn như là vị Mặc Vô Đạo giải dây, nhưng mà bên trong có ý ám chỉ mắng hắn không bằng súc sinh vậy. Trong thời đại bây giờ có ai hoàn toàn không để ý đến luân thường đạo đức chứ? Nếu có cũng chỉ là một loại súc sinh không hiểu cái gì là nhân nghĩa đạo đức mới là như vậy thôi. Đương nhiên những lời nói này mọi người đều để trong lòng, không ai dám nói ra. Tà chi quân chủ có thể không để ý đến cung chủ của Độn Thế Thiên Cung, nhưng mà bản thân mình dám sao? Đừng nghĩ lúc nãy quân Mặc Tà nâng địa vị của mọi người lên ngang bằng với Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng trong lòng của mọi người đều rất thích, nhưng mà không ai là kẻ ngốc thật sự tin rằng đó là thật. Hai người này tranh đấu, tuy rằng từ đầu đến cuối mỗi người chỉ nói có một hai câu thôi, nhưng mà cũng khiến cho người ta ghi nhớ mãi mãi, cảm nhận được chuyến đi này không tệ. Bên trong cái tòa thành, trên lầu cao, Mai Tuyết Yên mặc một bộ áo trắng, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới,
đột nhiên lên tiếng. Trong đám người từ Phiêu Miểu Quyển Phủ đến, có một cô gái mặc áo vàng xinh đẹp, người gặp người thích, đó có phải là vị tiểu miêu muội muội kia không? Quân đại thiếu vừa mới khua môi múa mép, làm nhục cung chủ Độn Thế Thiên Cung Mạc Vô Đạo xong, nghe thấy liền sờ sờ cái mũi, cười gượng nói, đúng rồi. Ở đâu? Ở đâu? Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng và ngay cả Khả Nhi đều tò mò dọt đến, theo hướng chỉ của Mai Tuyết Yên mà nhìn xuống. Bà tiểu nha đầu các ngươi. Mai Tuyết Yên cười khổ nhưng mà vẫn nhường chỗ cho các nàng xem. Quả nhiên không sai nha, bộ dạng quả thật rất được luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ nói, Miêu Tiểu Miêu mặc một bộ áo màu vàng nhạt, dáng người cao gầy, vẻ mặt trầm tĩnh, tuy rằng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng mà khí chất cao quý đã sớm tỏa ra xung quanh, khiến cho nàng cùng người khác có sự khác biệt rất lớn. Những người khác có thể không để ý, nhưng mà vị tiểu miêu cô nương này chúng ta nhất định phải chào đón. Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói, bằng không quân đại thiếu gia sẽ cho rằng chúng ta tranh giành người tình, giới tính tình của thiếu gia không có tốt lắm. Thanh Hằng, hai ta xuống nghênh đón thôi. Quảng Thanh Hằng liếc Quân Mạc Tà một cái, gật đầu đồng ý. Quân Mạc Tà sờ sờ cái mũi, cười khổ, thầm nghĩ, ta nào có dám phát cáo với các nàng đâu chứ. Tính tình các nàng thế nào ta không rõ sao? Các nàng không phải là cáo với ta, ta đã cảm ơn trời Phật lắm rồi. Ông trời ơi, đạo lý ở đâu vậy? Những lời đổi trắng thay đen như thế mà vẫn nói hùng hồn được sao chứ? Trong cái số khách đến dự tiệc, có rất ít nữ nhân tham dự. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy có một chút cô đơn. Nàng đi cùng với các cao thủ Quyển Phủ đi ngang qua Quân Vũ Ý, dưới sự dẫn dắt của vài vị thiếu niên áo trắng đi thẳng về phía trước. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt là một đại sảnh rất lớn, ít nhất có thể chứa mấy ngàn bàn tiệc, thậm chí có thể chừa ra một khoảng trống, đối diện còn có một đài cao. Trong lúc Miêu Tiểu Miêu đang đánh giá bố trí trong đại sảnh, chợt thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt. Hai cô gái mặc áo quần đơn giản đứng trước cửa đại sảnh, mỉm cười nhìn về phía mình. Hai cô gái xinh đẹp, phục sức cùng người khác, không có khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà khi nhìn về phía các nàng, khiến cho người ta cảm giác được hai cô gái này không giống như người thường. Bất kể phong thái, khí chất, dáng vẻ đều là đệ nhất, trong dạng người chỉ có một. Còn nói về sắc đẹp, có thể nói là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyết nguyệt. Người bên phải chỉ đơn giản đứng thẳng, đã lộ ra phong thái lãnh đạo cao quý. Nàng tuy rằng đang mỉm cười đó, nhưng mà người khác trông thấy tự đáy lòng không có dám khinh thường, cao cao tại thượng, uy chấn thiên hạ. Người bên cạnh cũng đang cười, nhưng mà dù nàng đang cười, khiến cho người ta cảm nhận được khí chất cao ngạo thanh lãnh của mình, cao không thể giới tới được. Tựa hồ liếc nhìn nàng một cái thôi, đủ cảm thấy mình đang làm ô uế tiên nữ rồi. Một người như là hoa mẫu đơn, phong hoa tuyệt đại nhưng mà ung dung cao quý. Một người hoa tuyết liên ở trên đỉnh núi tuyết cao cao, không giống như kẻ dưới phàm trần. Hai nàng vừa xuất hiện, cho dù là các vị cao thủ của thánh địa hay là cường giả của Quyển Phủ, sống qua năm rộng tháng dài, hơn nữa cũng đã nhìn qua vô số sắc đẹp, không khỏi rơi vào say mê. Vẻ đẹp này cũng chỉ có trên trời thôi. Miêu Tiểu Miêu luôn luôn tự tin sắc đẹp của mình thanh lệ thoát tục, không ai bằng được. Mặc dù ngày đó nghe mặt quân dạ khoe khoang kiều thê ở trong nhà, khoe rằng chỉ có trên trời mới có, dưới đất không, ngoài miệng tuy không có nói gì nhưng trong lòng cảm thấy không phục, chỉ là không dám ở trước mặt của mặt đại thiên tài biểu hiện cái lòng đố kỵ xấu xí thôi. Giờ phút này nhìn thấy hai cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hổ thẹn. Thầm nghĩ, ta mặc dù tự phụ sắc đẹp hơn người, nhưng mà có thể so sánh cùng hai cô nương này sao? Vừa nghĩ đến đây, trong đầu của nàng chợt xuất hiện một suy nghĩ khác. Quyền quyền đại lục, hiện giờ có những người sắc đẹp phong hoa tuyệt đại như thế sao? Nếu những lời miêu tả lúc trước của quân dạ là sự thật, vậy ta phải làm sao đây? Nàng không biết, Mai Tuyết Yên và Quán Thanh Hằng, sau khi mà nhìn thấy nàng, trong lòng hết sức kinh ngạc. Mấy ngày nay, các nàng tập trung ở đây thật sự có thể nói xuân lan thu cúc, đầy vườn hoa nở, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp động lòng người. Tuyết Yên ung dung, Thanh Hằng lãnh ngạo, Tiểu Nghệ hoạt bát, Yên Mộng hồn nhiên, Thiên Tầm nhu tĩnh,
khả nhi mềm mại, linh mộng trầm ngưng, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Mai Tuyết Yên có đôi lúc nghĩ rằng, có phải là cái tên xấu xa kia muốn đem hết mọi sắc đẹp trong thiên hạ thu vào hậu cung của mình, một lưới mà bắt hết không vậy? Hôm nay gặp Miêu Tiểu Miêu mới biết đúng là muốn bắt gọn một mẻ rồi. Giống như là Miêu Tiểu Miêu trong văn tĩnh có đường hoàng, ngoài mềm trong cứng, là một cô gái thông minh, quả nhiên không phải là người tầm thường, lại gặp nét điềm đạm đáng yêu trong con mắt kia, ý kinh diễm càng nhiều. Mai Tôn Giả đã lâu không gặp. Mặt Vô Đạo mỉm cười chủ động chào hỏi. Miêu Tiểu Miêu thầm nghĩ, người này nghe đồn là lãnh đạo của Thiên Phạt Xâm Lâm, Mai Tôn Giả. Nghe nói nàng là một nữ nhân của vị Tà Chi quân chủ kia. Hôm nay gặp được, quả nhiên xinh đẹp vô cùng. Vậy thì cô gái bên cạnh cũng là. Xem ra cái vị Tà Chi quân chủ này diễm phúc khôn cùng. Miêu Tiểu Miêu trong lòng nghĩ vậy, hồn nhiên không biết là bản thân của mình cũng là một trong những diễm phúc của vị Tà Chi quân chủ kia. Các bạn vừa nghe xong tập 225. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.